Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Những lần Thúy Ngân chụp ảnh chung với dàn nam thần Vbiz. Thúy Ngân đang là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ, nhất là sau khi trở thành dàn cast chính thức của Running Man Việt Nam 2021. Tại đây, cô có dịp được làm việc và chung khung hình với dàn sao Vbiz điển trai. Khách mời mới nhất của tập Chạy đi chờ chi vừa qua là Isaac. Chưa cần xem quá trình tham gia thử thách, về ngoài điển trai của anh chàng đã nhận được cơn mưa lời khen của người hâm mộ. Thúy Ngân cũng tranh thủ có những bức ảnh kỷ niệm với đồng nghiệp. Tuy nhiên vì khoảnh khắc quá đẹp đôi này mà netizen được dịp đẩy thuyền nữ diễn viên cây táo nở hoa với thành viên nhóm 365. Không váy áo lộng lẫy hay trang điểm chỉn chu, vẻ vui tươi rạng rỡ của Thúy Ngân vẫn khiến fan phải trầm trồ. Cô nàng mặc đồng phục Running Man Việt Nam màu vàng, trong khi đàn anh diện áo thun trắng, đều đã vượt ngưỡng 30 nhưng cặp sao vẫn vô cùng trẻ trung. Chủ nhân hít tắt đèn còn nheo mắt, tựa đầu vào Thúy Ngân để tăng độ dễ thương, gần gũi. Mái tóc uốn xoăn nhẹ được xem là vũ khí để về ngoài Isaac trendy và ra dáng soái ca hơn. Trước đó, diễn viên gạo nếp gạo tẻ còn có bộ ảnh đặc biệt với Carrick. Sau nhiều tập ghi hình cùng nhau ở Running Man, cả hai đã trở nên thân thiết và được một nhà thiết kế mời để thực hiện bộ ảnh cưới. Đây không phải là lần đầu tiên Thúy Ngân mặc váy cưới, nhưng khi chung khung hình với chú rể Carrick, netizen vẫn vô cùng phấn khích. Theo đó, huấn luyện viên rap Việt bảnh bao với vest đen, trong khi nữ diễn viên xinh đẹp, điệu đà mặc chiếc váy trễ vai bồng bềnh. Carrick và bạn gái hot girl đã xác nhận tan vỡ cách đây không lâu. Về phần Thúy Ngân, cô nàng trước nay vẫn độc thân, vậy nên khán giả mong cơ hội hợp tác này sẽ khiến cả hai khăng khít hơn. Nếu theo dõi Running Man Việt, có thể thấy Thúy Ngân, Carrick là bộ đôi không đội trời chung bởi thường xuyên có những màn đối kháng, giằng co quyết liệt. Bên cạnh đó, netizen trước này vẫn luôn đẩy thuyền người đẹp gốc Tiền Giang với Trương Thế Vinh, còn Carrick được nhắc nhiều hơn đến Lan Ngọc. Nhìn đi nhìn lại, sao nam Vbiz có những khung ảnh chung đẹp đôi và tình tứ nhất với Thúy Ngân là Trương Thế Vinh. Cặp sao từng vướng tin đồn hẹn hò và được các đồng nghiệp đẩy thuyền nhiệt tình. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa bao giờ xác nhận. Bạn thấy Thúy Ngân xinh đẹp nhất khi chung khung hình với sao nam Vbiz nào? Chia sẻ cho mình biết nhé!